điều mẹ bầu tuyệt đối không nên làm khi tắm vào mùa đông. Vào những ngày đông lạnh giá, nhiệt độ giảm sâu so với bình thường. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chế độ ăn uống, sinh hoạt của các mẹ đang mang bầu. Đặc biệt, một trong những vấn đề mẹ bầu quan tâm nhất là chuyện tắm rửa. Khi nhiệt độ xuống thấp, mẹ bầu có nên tắm hàng ngày hay không? Tắm với nhiệt độ nước bao nhiêu và tắm trong bao lâu là những thắc mắc chung của nhiều chị em. Sau đây là những lưu ý rất quan trọng khi tắm vào mùa đông để đảm bảo được sức khỏe cho cả mẹ và bé. 1. Không tắm nước quá nóng. Thời tiết lạnh, việc tắm bằng nước nóng là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, nước nóng quá cũng không tốt. Nhiệt độ nước quá cao sẽ phá vỡ chất dầu trên da, nở lỗ chân lông, giãn huyết quản, tăng áp lực cho tim. Nước nóng còn làm tăng nguy cơ da bị tổn thương, bị bỏng hoặc khô. Do đó, nhiệt độ tắm thích hợp nhất vào mùa đông cho chúng ta là dưới 38 độ. Các chuyên gia cũng khuyên chị em trong thời gian mang thai không nên đi tắm hơi, bởi đây cũng là một hình thức tắm nước nóng với thời gian dài, dễ gây nguy hại cho thai nhi. 2. Không tắm quá lâu. Thời gian tắm trung bình cho mẹ bầu là khoảng 15 đến 20 phút, không nên kéo dài quá lâu. Việc phải đứng ngồi quá lâu ở một vị trí sẽ khiến bà bầu choáng váng. Hơn nữa, vào mùa đông tắm quá lâu sẽ dễ bị nhiễm cảm lạnh. Sau khi tắm, mẹ bầu cũng nên ngồi nghỉ một lúc để cơ thể được thư giãn hoàn toàn, máu lưu thông khắp cơ thể. 3. Không tắm sau khi ăn no. Mẹ bầu cần ghi nhớ tuyệt đối không tắm sau khi ăn no, lúc da bụng căng. Tắm lúc này sẽ làm các mạch máu trong cơ thể nở to, máu dồn xuống hạ thể, lượng máu cung cấp cho khoang bụng không đủ cho hệ thống tiêu hóa hoạt động, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn. Nghiêm trọng hơn, từ những biểu hiện trên có thể dẫn đến việc hạ đường huyết một cách đột ngột. 4. Không tắm khi đêm muộn. Cơ thể chị em trong thời gian mang thai rất nhạy cảm. Chính vì vậy, các mẹ không nên tắm rửa vào những khoảng thời gian đặc biệt trong ngày như khi vừa ngủ dậy hoặc đêm muộn. Việc tắm khuya sau 10 giờ tối là cực kỳ nguy hiểm, có thể dễ mắc các bệnh về tim mạch và phổi, có nguy cơ nhiễm lạnh, thậm chí là đột quỵ. Vì thế, mẹ bầu nên chọn thời điểm thích hợp nhất trong ngày khi cơ thể sẵn sàng nhất cho việc tắm rửa như buổi chiều tối sau khi đi làm về. 5. Không cố tắm khi đang mệt. Lúc mẹ cảm thấy cơ thể quá mệt mỏi, ốm yếu thì không nên cố ép mình đi tắm. Kể cả tắm bằng nước nóng cũng khiến mạch máu cơ thể giãn nở nhiều, làm lượng máu đưa lên não và các cơ quan của người mẹ chậm hơn, dễ gây ảnh hưởng cho thai nhi. 6. Không nhất thiết ngày nào cũng phải tắm. Nhiều bà bầu có thói quen tắm hàng ngày dù thời tiết mùa đông rất lạnh, vì cho rằng tắm thường xuyên là điều tốt, giúp cơ thể sạch sẽ và thoải mái. Tuy nhiên, điều đó không thực sự đúng, bởi vào mùa đông, việc tắm thường xuyên làm mất chất dầu, làm giảm mạnh các vi khuẩn có lợi cho da, từ đó khiến lớp biểu bì da bị tổn thương, sức đề kháng của da giảm xuống, sẽ gây các bệnh về da. Chưa kể đến việc tắm dưới thời tiết lạnh dễ cảm lạnh và ho, cúm. Ngoài ra, mẹ bầu cũng nên trang bị thêm cho phòng tắm nhà mình đèn sưởi để đảm bảo được nhiệt độ và hạn chế tối đa nguy cơ mắc các bệnh vào mùa đông. Hy vọng với những chia sẻ trên, mẹ bầu sẽ lưu ý và bỏ ngay những thói quen không tốt khi tắm vào mùa đông để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân cũng như em bé trong suốt thai kỳ.